Mở lại với em với, mở lại với em với. Vâng, để tiếp nối chương trình văn nghệ đơn ca và cùng song ca với tư liệu trong buổi tối hôm nay, xin gửi tới toàn thể quý khách và toàn thể quý bạn bè nam nữ gần xa đã tới mặt chung vui trong buổi tối ngày hôm nay. Xin gửi thẳng tới mọi người một ca khúc rất sôi động và rất sâu lắng của người Công giáo chúng ta. Đó là ca khúc Tự hào là người Công giáo. Xin mời cả nhà cùng một tràng pháo tay được không ạ? Chúa con bình an.
vượt qua mọi gian nan, sống cho cuộc đời hạnh phúc con tìm thấy. Cảm ơn các phụ công thật tuyệt vời rất nhiều ạ. Mọi người cắt tay. Vâng ạ, xin chào một tay được không ạ?